Xin chào các bạn đã quay trở lại với Nhật ký Forex, chia sẻ mẹo quản lý vốn trong giao dịch ngoại hối. Có một khía cạnh trong giao dịch mà đa phần các trader ít để ý đến và thứ đó có thể chậm rãi, từ từ phá hủy tài khoản của bạn. Là một trader, chúng ta làm việc với chiếc máy vi tính điện tử. Những con số thể hiện tiền trong tài khoản của bạn cũng là những con số điện tử và hệ quả là bạn mất đi thứ cảm nhận thật về những đồng bạc xanh. Không sờ được, không cảm nhận hay ngửi chúng. Bạn chỉ có thể khi đã rút tiền và cầm trên tay từ những lệnh thua hay lệnh thắng. Việc không có sự tác động quan lại giữa chúng ta và tiền thật ở dạng vật chất theo tôi là không tốt. Và điều này gây cho ta nhiều bất lợi. Tiền vật chất và tiền điện tử. Tôi đưa ra hai tình huống để hỏi bạn rằng bạn sẽ thấy tức giận hơn ở tình huống nào sau đây. Thứ nhất, buổi tối nọ, bạn đang đứng trước quầy ATM của ngân hàng ACB để rút tiền. 500 đô thì bất ngờ bị hai thằng cướp giật mất số tiền 500 đô bạn vừa rút và cút thẳng trên chiếc xe máy cà tàng. 2. Cũng buổi tối nọ, bạn đang mặc quần đùi, áo ba lỗ, ngồi trên chiếc ghế đệm êm. Bên cạnh là chai rượu với điếu xì gà. Rồi cũng khá bất ngờ, lệnh của bạn chạm stop loss và tài khoản mất đi 500 đô. Tôi chắc chắn rằng tình huống thứ nhất sẽ làm bạn điên tiết hơn. Cùng mất một số tiền là 500 đô trong hai tình huống, nhưng tại sao phản ứng của chúng ta lại khác nhau? Ở trường hợp đầu tiên, số tiền ấy thật hơn. Bạn đang cầm, cảm nhận, có thể cả ngửi chúng trên tay. Bạn có liên hệ vật chất thật với chúng. Với trường hợp thứ hai, số tiền mất chỉ đơn giản là con số điện tử trên tài khoản của bạn trừ đi 500 điểm giá trị. Nhưng bạn không có những cảm nhận thật về thiệt hại về vật chất rõ ràng về số tiền 500 đô ấy. Tôi biết và hiểu những gì bạn đang nghĩ lúc này. Bạn nghĩ rằng làm gì có chuyện, bạn không cảm thấy gì khi mất số tiền ấy trên tài khoản. Vâng, trước đây tôi cũng từng nghĩ hệt như vậy. Sự thật về một trong những lý do chính khiến trader thua lỗ trên thị trường tài chính là bởi khía cạnh không thấy, không cảm nhận ấy. Khi bạn thua lỗ trong một lệnh thì điều ấy ít gây ảnh hưởng đến bạn hơn là mất từng ấy tiền khi bị cướp. Khi bạn thắng trong một lệnh thì số tiền này không làm bạn sung sướng bằng việc đang đi đường và bạn nhặt được cũng số tiền đúng bằng ấy. Làm thế nào để cảm nhận rõ ràng hơn về tác động của những lệnh thắng, thua? Nghe có vẻ hơi ngớ ngẩn phải không? Thời gian đầu khi bước vào thị trường, tôi cũng phải vật lộn với quản lý vốn như hầu hết các trader khác. Tôi nghĩ ra mẹo nhỏ để khiến những lệnh thắng, thua trở nên thật hơn, có tác động hơn. Tôi tìm mua một bộ poker để lấy mấy con chip. Những chip này sẽ thể hiện đúng bằng số tiền trong tài khoản của tôi. Tiếp đó, tôi mua hai cái bát. Một bát tôi ghi loss, một bát tôi ghi profit. Sau mỗi một lệnh, tôi sẽ để số chip tương ứng với tiền vào trong một trong hai bát. Thắng thì profit, thua thì loss. Tôi đặt hai cái bát này trên bàn giao dịch, ngay trước mặt để tôi có thể luôn luôn nhìn thấy chúng và cả sờ mó nữa. Hiệu quả của việc này với tôi là tốt và rất rõ ràng. Tôi có những thứ thật hơn để cảm nhận về mỗi giao dịch của mình. Tôi không còn chỉ thấy những con số điện tử nữa. Tôi có cả đống chip poker trước mặt. Thật hơn, khi bát profit đầy lên, tôi hiểu rằng mình đang làm đúng. Và nếu bát not đầy, tôi sẽ phải xem xét lại, kiểm điểm lại. Những điều này cho tôi một cảm giác rõ ràng hơn những con số điện tử trên màn hình. Vấn đề về trách nhiệm. Trừ khi bạn là thiên hạ vô địch về sự kỷ luật, còn không, chắc bạn vẫn đang gặp khó khăn lớn trong việc tuân thủ phương pháp giao dịch của mình. Khó khăn trong việc trở nên kiên nhẫn dình những cơ hội thật sự tốt và rõ ràng trên thị trường. Một trong những lý do chính cho câu hỏi tại sao bạn vẫn cứ mãi vật lộn với cái đám ấy
là bởi bạn chẳng có ai giám sát, đốc thúc bạn ngoài chính bản thân bạn. Đạo Phật có một câu nói mà tôi rất thích, đó là kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình. Trading thực sự là một cuộc chiến với chính bản thân mỗi chúng ta. Khi bạn đi làm hàng ngày, bạn có nhiều sếp ở các tầng khác nhau giao việc. Bạn làm việc không hiệu quả, bạn sẽ bị sa thải. Bạn chịu sự giám sát của một hoặc vài người. Là trader thì chẳng ai giám sát bạn cả. Và nhiều khi bạn nghĩ nếu có một ông sếp như ở cơ quan thì bạn sẽ kỷ luật hơn và làm tốt hơn. Nếu bạn định nhảy vào thị trường khi chưa có tín hiệu rõ ràng, ông sếp sẽ cốc đầu bạn và nói: "May mà làm thế là ông đuổi thắng." Quản lý vốn luôn luôn là một trong những kỹ năng khó nhất của trading. Vậy nên, bạn hãy cố gắng tạo ra càng nhiều thứ hiện diện càng tốt, tác động thật và mạnh mẽ hơn đến với bạn. Như tôi đã lấy ví dụ về chip poker ở trên, bạn có thể sử dụng những thứ khác, tùy bạn. Chúng giúp bạn có những cảm nhận thật hơn, đầy đủ hơn với mỗi lệnh thắng, thua, với mỗi khoản tiền mà bạn kiếm được, mất đi. Luôn thấy được khả năng quản lý vốn của bạn là rất quan trọng. Những chip poker có thể giúp bạn có trách nhiệm hơn về giao dịch của mình. Việc bạn thắng, thua ra sao, kiếm được tiền nhiều như thế nào, chỉ mình bạn có thể biết. Việc để hai bát profit và not cũng là cách bạn để người thân trong gia đình thấy được hiệu quả công việc của bạn. Điều này khiến bạn tập trung hơn và có trách nhiệm hơn với từng giao dịch của mình. Bạn sẽ có thêm một chút áp lực, động lực để cẩn thận hơn với tài khoản của mình. Bạn không muốn người thân thiết nhìn thấy một bát nốt đầy chip phải không? Như một người sếp, đống poker vô tri vô giác nhắc nhở bạn đã làm tốt ra sao hay tồi tệ thế nào thông qua kết quả của chúng. Tạo kỷ luật. Điểm chính tôi muốn chia sẻ trong bài viết này: việc kỷ luật trong quản lý vốn trở nên vô cùng khó khăn là bởi mọi thứ đều được hoàn thành trên màn hình máy tính và không có cảm nhận vật chất, vật lý nào khi bạn kiếm được hay mất tiền. Chip poker hay những dạng khác sẽ giúp kết quả của bạn trở nên thật hơn, giúp bạn kỷ luật hơn. Tôi khuyên bạn nên thử làm việc này. Chúc bạn may mắn! Cảm ơn các bạn đã theo dõi và lắng nghe hết video. Các bạn hãy đăng ký và nhấn nút theo dõi để nhận được video nhanh nhất từ mình. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.